Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngành này chỉ sau 3 tháng. Ban đầu đó là nhận thức về căn hộ dịch vụ như một lựa chọn chỗ ở trong thị trường kinh doanh và doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Về khía cạnh giải trí đối với doanh nghiệp, tôi chưa cảm thấy căn hộ dịch vụ được đánh giá xứng tầm với tiềm năng của nó. Tôi cũng cảm thấy những lợi ích của căn hộ dịch vụ không nhằm để vươn rộng ra, tiếp cận đông đảo công chúng và được coi là một trong những phương án chỗ ở. Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của Airbnb đã mang đến cho người tiêu dùng một lựa chọn mới lạ bởi vì nó giống như một ngôi sao dưới ánh đèn sân khấu và được nhắc đến rộng rãi. Mọi người hiện đang tìm kiếm các lựa chọn khác nhau và khám phá thêm những gì có bên ngoài, nên tôi không nghĩ rằng họ nhất thiết phải cạnh tranh với chúng tôi bởi vì những gì chúng tôi cung cấp rất khác biệt. Tôi nghĩ dịch vụ của họ thường dành cho những khách du lịch sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ, phiêu lưu và có thể chấp nhận rủi ro nho nhỏ với lựa chọn đặt phòng của họ. Trong khi đó, với căn hộ dịch vụ, chúng tôi muốn mang đến một thứ gì đó mà chúng tôi biết rõ, chúng tôi đã chứng kiến, mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng và cung cấp chính xác những gì họ mong đợi khi đặt phòng. Tôi không nghĩ đó là một điều xấu. Tôi nghĩ rằng đó là điều đã khuyến khích mọi người ý thức hơn về những gì đã có sẵn và có thể tìm kiếm nhiều hơn các dịch vụ cung cấp có sẵn. Đảm bảo chất lượng là chìa khóa vàng, đặc biệt đối với khách hàng doanh nghiệp đang đặt phòng thay mặt cho những người khác mà họ muốn đảm bảo rằng những gì họ đặt là an toàn và bảo mật, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và không đặt khách hàng của họ vào những nguy cơ tiềm ẩn. Về việc đi du lịch cùng gia đình, tôi muốn biết rằng nơi tôi đang ở là lựa chọn tốt nhất có thể cho các con tôi cũng như bản thân mình. Đảm bảo sức khỏe và sự an toàn, đó chính là chìa khóa vô cùng quan trọng. Tôi không muốn đưa gia đình mình đến những nơi mà tôi không thể chắc là họ đã có tất cả các quy định phù hợp. Vì vậy, ngày càng nhiều du khách có tuổi tìm kiếm online để đặt phòng theo nhu cầu chỗ ở của họ. Do đó, khi họ có nhu cầu, chúng tôi có sẵn các dịch vụ cung cấp ngay lập tức, nơi họ có thể đặt phòng online trực tiếp. Tuy nhiên, không gì có thể thay thế việc trò chuyện với người thật việc thật và lắng nghe thông tin về những gì chính xác được phục vụ. Nó giúp người tiêu dùng an tâm hơn nhiều về chỗ ở mình đặt. Cá nhân tôi thấy bực mình khi tôi không thể nói chuyện trực tiếp với bên cung cấp để trao đổi chính xác yêu cầu của tôi và đảm bảo rằng những gì tôi đặt sẽ được cung cấp. Tại Citybase, chúng tôi cố gắng đem đến giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu chỗ ở của người tiêu dùng. Đó không chỉ là việc đặt một căn hộ mà là về toàn bộ dịch vụ, nên chúng tôi xem xét tất cả các tính năng bổ sung mà bất cứ khách hàng nào có thể cần trong thời gian lưu trú của họ. Chẳng hạn như thông tin về khu vực địa phương, những thứ họ có thể làm miễn phí ở địa phương, các phương án đi lại, những nơi phục vụ ăn uống. Chúng tôi quan tâm tới việc khiến cho toàn bộ trải nghiệm đặt chỗ thuận tiện hơn cho người tiêu dùng. Chìa khóa để thành công trong kinh doanh mảng này là hiểu rõ sản phẩm, nên một trong những điều mà chúng tôi luôn làm là ghé thăm chỗ ở mà chúng tôi đang đặt để biết những gì đang được cung cấp. Không chỉ biết bản thân chỗ ở mà còn biết khu vực xung quanh để đưa ra mức giá tốt nhất, làm quen với khu vực và biết vị trí. Một trong những điều quan trọng là biết được những gì khách hàng thực sự cần và muốn khi họ thuê chỗ ở. Vai trò của người quản lý là đảm bảo rằng khách hàng được chăm sóc tốt nhất với tất cả kiến thức của mình. Lĩnh vực kinh doanh căn hộ dịch vụ cần phải đưa tên tuổi của mình tới rộng rãi công chúng. Cần đảm bảo rằng mọi người biết đến và hiểu căn hộ dịch vụ có thể cung cấp những gì và nó khác với những nơi như Airbnb và thậm chí cả khách sạn như thế nào. Và nó mang lại tự do và giá trị không gian mà không một loại hình dịch vụ chỗ ở nào có thể cung cấp. Những người trong ngành thực sự cần phải tập trung vào việc đảm bảo rằng chất lượng của chỗ ở không hề kém cạnh bất kỳ loại hình nào. ASAP đang thực sự dẫn đầu với chương trình kiểm định của họ, nhưng tôi vẫn nghĩ có nhiều việc phải làm để có thêm nhiều nhà cung cấp hơn.